sâu ở đời cho người ta nhắc tên mình. Sống sâu ở đời cho người đời có niềm tin. Dẫu ta không tiền nhưng trên môi hãy tươi cười, hướng đến một điều tương lai ở ngày mai. Cuộc đời là thế, có sai có đúng, có nghèo mới có người sáng trong cuộc đời. Dẫu ai chê ta, cười ta như thế nào, ta nghèo đâu có tội gì đâu. Dù cho tôi nghèo khó nhưng có tâm lòng tốt, chẳng giống ai kia giàu có nhưng hẹp hòi. Dù cho tôi nghèo khó nhưng trước sau như một, với tôi tâm lòng là trên hết. Nghèo có phải tội không mà người đời cứ khinh chế, nói vào nói ra xa lắm những người nghèo. Biết đâu có một ngày họ sẽ gặp vận may, lúc đó chưa biết ai giàu hơn ai. Đời là thế, có sai có đúng, có nghèo mới có người sáng trong cuộc đời. Dẫu ai chê ta, cười ta như thế nào, ta nghèo đâu có tội gì đâu. Dù cho tôi nghèo khó nhưng có tâm lòng tốt, chẳng giống ai kia giàu có nhưng hẹp hòi. Dù cho tôi nghèo khó nhưng trước sau như một, tôi tâm lòng là trên hết. Nghèo có phải tội không mà người đời cứ khinh chế, nói vào nói ra xa lánh những người nghèo. Biết đâu có một ngày họ sẽ gặp vận may, lúc đó chưa biết ai giàu hơn ai. Dù cho tôi nghèo khó nhưng có tâm lòng tốt, chẳng giống ai kia giàu có nhưng hẹp hòi. Dù cho tôi nghèo khó nhưng trước sau như một, với tôi tâm lòng là trên hết. Nghèo có phải tội không mà người đời cứ khinh chế, nói vào nói ra xa lánh những người nghèo. Biết đâu có một ngày họ sẽ gặp vận may, lúc đó giàu hơn ai. Biết đâu có một ngày họ sẽ gặp vận may, lúc đó chưa biết ai giàu. Xin chào tất cả anh chị em thân thương, rất là vui hôm nay lại gặp được tất cả anh chị em thân thương vào mỗi sáng ngày Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn tất cả anh chị em thân thương đã luôn quan tâm và dành nhiều cái tình cảm để theo dõi những cái live stream như thế này của em. Thì thường thì cứ vào 10 giờ sáng ngày Chủ nhật thì em sẽ làm một cái live stream về cái luật lao động, để cho nhiều người công nhân họ sẽ biết đến cái luật lao động và cái quyền lợi của mình, những cái quyền lợi nào mình được hưởng và cái quyền lợi nào mình bị các doanh nghiệp, các công ty
họ chèn ép mình và họ bóc lột sức lao động mình. Thì cũng mong tất cả anh chị em chia sẻ những cái livestream như thế này để cho được nhiều người công nhân biết đến, để họ biết về cái quyền lợi của mình nhiều hơn. Thật sự thì em cũng chẳng có giỏi giang gì. Những cái điều luật lao động thì em đều lấy từ trong những cái bộ luật lao động của Việt Nam để cho nhiều anh chị em biết. Bởi vì thực chất ra nhiều anh chị em không có biết về luật lao động, hoặc là có nhiều anh chị em thấy bộ luật lao động nó dài quá và mình không có thời gian để tìm hiểu và không có thời gian để đọc nó. Thì em cũng làm những cái này để cho những anh chị em có thể rằng vừa làm vừa nghe, để mình biết nhiều hơn về cái quyền lợi chính đáng của mình. Bởi vì thực chất ra bộ luật lao động được viết ra rất là lâu rồi, nhưng mà nó sẽ sửa đổi theo từng năm. Thì rất là nhiều anh chị em họ cũng không có nắm bắt kịp, và với lại những cái điều luật ở trong bộ luật lao động thì nó bị chồng chéo, thì nhiều anh chị em không có thời gian. Cho nên là cũng mong anh chị em tìm hiểu thêm để biết về cái quyền lợi của mình. Thật sự ra thì cứ anh chị em biết thêm được một cái mới thì anh chị em sẽ bảo vệ được cái quyền lợi của mình tốt hơn. Thực sự ra công nhân Việt Nam thì hiện nay thì cứ chạy theo cơm áo gạo tiền, đi làm một ngày đến mười mấy tiếng đồng hồ, về thì sẽ không có cái thời gian để mình coi như là tìm hiểu thêm về luật. Bởi vì cái thời gian còn lại thì nào là lo cho cái gia đình nhỏ của mình, và cái cuộc sống của mình thì nó đã hết thời gian rồi, thì sáng ngày lại phải đi làm một ngày mới, thì như vậy thì không có thời gian. Và thì em cũng muốn tất cả anh chị em biết thêm về cái quyền lợi của mình, và cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Và mong tất cả anh chị em cũng chia sẻ những cái livestream như vậy. Thì hôm nay thì em sẽ tiếp tục với những cái bộ luật của Việt Nam. Thì em sẽ mở ra, mở những cái bộ luật lao động ra, và tiếp tục cho chị em biết những cái quyền lợi của mình. Bởi vì bộ luật lao động nó có đến 242 điều, trong đó có các cái điều khoản là hợp đồng lao động và những cái chính sách mà cho thôi việc. Thì nếu mà nói đến công đoàn là gì thì em cũng xin mạo phép được đọc sơ qua đó. Hỏi công đoàn là gì thì tại sao công nhân cần phải có công đoàn? Công đoàn là một hội của những người lao động lên tiếng để bảo vệ quyền lợi lao động của mình. Chúng ta là do những người lao động để tập hợp lại để lên tiếng để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Nếu không có công đoàn thì khi bị đối xử bất công hoặc trái luật, từng cá nhân riêng rẽ không đủ sức mạnh yêu cầu công ty hủy bỏ cách đối xử đó. Chỉ tiếng nói của số đông người lao động mới khiến công ty lắng nghe. Đó là giống như là chúng ta đình công tập thể như vậy đó. Hiện nay chúng ta chưa có công đoàn. Công đoàn do Đảng Cộng sản, tạm gọi là công đoàn của Đảng. Ai cũng biết thực chất không phải là công đoàn. Đúng như vậy. Điều 1 của luật lao động công đoàn quy định rằng công đoàn của Đảng lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trang mạng của công đoàn Đảng nói trách nhiệm của họ là tham gia xây dựng Đảng. Do đó, công đoàn do chúng ta lập ra phải do chúng ta làm chủ, phải chăm lo cho quyền lợi của chúng ta thì mới là công đoàn thật sự. Bởi vì cái công đoàn thật sự hiện nay thì như điều 1 của Bộ luật Công đoàn đã khẳng định đó, công đoàn nhằm mục đích để chăm lo cho Đảng chứ không phải là nhằm mục đích chăm lo cho công nhân. Đó.
Bởi thì đó là những cái câu mà tại sao em muốn để cho những người công nhân biết tại sao cái công đoàn Việt Nam họ không bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động mà họ lại bảo vệ cái quyền lợi của công ty và bảo vệ cái quyền lợi của đảng. Bởi vì nhờ những cái đoàn viên thì sẽ do những nhà nước chỉ định hoặc là do hội cựu chiến binh, do các cái lực lượng của nhà nước họ đề cử, thì cái công đoàn đó không phải là của người lao động, mà cái công đoàn đó thực chất là một cái công đoàn để nhằm bảo vệ cái đảng của họ mà thôi. Còn cái công đoàn thật sự là phải do chính những người lao động, do chính những người làm công nhân lập ra, thì mới hiểu được cái cuộc sống của họ, mới hiểu được cái quyền lợi của mình, cái chỗ nào bị mất, cái chỗ nào mà không mất. Còn như anh chị em cũng thấy đó, hiện nay trong tất cả các cái công ty, mặc dù tuy là có công đoàn, nhưng họ đã giải quyết được cái vấn đề nào cho anh chị em chưa? Từ việc tranh chấp lao động, từ việc anh chị em bị đuổi việc, từ việc anh chị em bị cắt những cái khoản viện trợ bất hợp lý, từ những cái việc chăm lo cho bữa ăn của anh chị em, hay là công đoàn họ chỉ mang một cái tính hình thức để đối phó. Cho nên đó, tôi cũng mong tất cả anh chị em nên tìm hiểu về cái luật lao động và tìm hiểu về cái quyền lợi của mình. Thì đó là cái công đoàn của Việt Nam và chúng ta cần làm gì. Thì kỳ kỳ trước thì em đã coi như là chia sẻ với những cái là nếu công ty đuổi việc trái pháp luật, chúng ta có thể đòi việc lại hoặc đòi bồi thường. Đó. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ với câu hỏi thứ ba. Nếu muốn kiện công ty trước, trong và sau khi kiện thì chúng ta cần phải làm gì? Trước khi kiện một công ty, trước hết bạn nên tự hỏi có nên một mình kiện hay là không. Nếu được, bạn hãy cùng một vài người khác kiện. Các bạn e rằng công ty sẽ đuổi việc mình nếu mình kiện. Hãy đọc ô. Nếu công ty đuổi trái pháp luật trên đây, tức là cái mà cái clip tuần trước em đã làm, thì em đã có nói rõ về cái vấn đề mà đuổi việc trái pháp luật. Thì hôm nay em lại tiếp tục những cái việc này. Các bạn tìm hiểu luật sư bằng cách hỏi người quen và gọi điện một số văn phòng luật sư để hỏi những câu như có kinh nghiệm về việc để giúp đỡ người lao động hay là không. Có bằng lòng không tính tiền nếu bạn thua, nhưng nếu thắng thì chia tiền bồi thường cho luật sư. Chúng ta có thể thỏa thuận với luật sư và nhờ luật sư để kiện và thỏa thuận với họ. Nếu như vụ kiện thua thì sẽ miễn coi như tiền luật sư phí. Còn nếu như thắng thì chúng ta có thể là chia đôi hoặc là do mình thỏa thuận với cái vị luật sư đó. Và tôi cũng biết rằng hiện nay có rất là nhiều vị luật sư họ rất là tốt, họ cũng coi như là bào chữa không cho những người lao động. Bởi vì thật chất ra những người luật sư thì chỉ có một số luật sư bưng bô thôi, chứ còn đa số luật sư thì họ cũng coi như là rất là quan tâm đến cái đời sống của những người lao động. Họ muốn cho người lao động Việt Nam có cuộc sống tốt hơn, thì cũng có rất là nhiều người luật sư họ muốn bào chữa miễn phí cho anh chị em. Cho nên anh chị em cứ mạnh dạn gọi điện đến các cái văn phòng luật sư. Mình cứ thử, mình không có thử thì mình không có biết được. Chúng ta đừng có coi như là tự suy diễn, tự coi như là nghĩ rằng họ sẽ không giúp mình đâu. Nếu như mình không có thử thì mình sẽ không biết. Anh chị em cứ thử, anh chị em cứ đặt ra một cái câu hỏi cho họ, được thì tốt, còn không được giống như là anh chị em chỉ coi như tốn một cái cuộc điện thoại bình thường thôi, không có cái gì mà anh chị em phải ngại. Anh chị em phải mạnh mẽ lên, anh chị em chỉ có cái sự mạnh mẽ của anh chị em mới coi như là
đòi được cái quyền lợi của mình. Nếu như chúng ta cứ rụt rè, nếu như chúng ta cứ sợ mà kiện một cái công ty đó, là lỡ mình thua thì sao, lỡ mình kiện nó mình bị đuổi việc thì sao. Anh chị em cứ đặt ra những cái khó khăn, và anh chị em cứ luôn luôn là đặt ra những cái tình huống khó khăn cho mình đó, thì từ cái chỗ đó mà anh chị em không có dám coi như là kiện một cái công ty hoặc là kiện một cái doanh nghiệp, có thể kiện luôn cả cái công đoàn nhà nước nếu như công đoàn nhà nước đó không bảo vệ được cái quyền lợi cho anh chị em đó. Anh chị em phải mạnh mẽ lên, bởi vì đó là một cái quyền lợi chính đáng của anh chị em đó. Anh chị em đừng có đặt ra những cái tình huống xấu, mà anh chị em phải đặt ra những cái tình huống tốt. Anh chị em phải đặt ra những tình huống mà sáng nhất cho mình. Mình kiện nó được không sao, được thì tốt, không được chẳng làm gì nhau. Và gọi điện đến văn phòng luật sư giúp thì tốt, đó là một điều đáng mừng. Còn luật sư không giúp thì thôi, mình tìm văn phòng khác đó. Mình cứ mạnh mẽ lên, mình đừng có bỏ cuộc. Trên đời này không có cái gì chúng ta làm không được hết đó. Chỉ có một cái việc là chúng ta không làm đó thì sẽ không được thôi. Còn nếu như chúng ta cố gắng thì giống như là chú Phạm Văn Thành hồi hôm cũng đã chia sẻ, là coi như là nếu như mà ông Ford đó ông bỏ cuộc thì coi như là bây giờ đâu có xe hơi mà để coi như là có 12 động cơ hoặc là có 8 động cơ để chúng ta đi, đúng không? Nếu như mà Thomas Edison mà coi như là bỏ cuộc thì bây giờ chúng ta cũng đâu có cái bóng đèn để coi như là chúng ta thắp sáng, đúng không? Cho nên chúng ta phải cố gắng, đừng có nghĩ rằng chúng ta thất bại lần này thì mình thua rồi. Hoặc là chúng ta cứ sợ, nếu mà mình cất lên tiếng nói công ty nó sẽ đuổi việc mình. Mắc mới mình phải sợ đuổi việc, mình làm đúng, không mắc mới gì anh chị em phải sợ đuổi việc hết. Mà anh chị em biết lên tiếng, biết bảo vệ cái quyền lợi của mình, thì cái quyền lợi của anh chị em càng ngày càng được tăng lên cấp bội, và người ta sẽ tôn trọng anh chị em đó. Bởi vì họ không dám xem thường là người công nhân không hiểu gì. Bởi vì hiện nay đa số các giới chủ mà đầu tư ở nước ngoài qua Việt Nam, hoặc là kể cả những cái giới chủ ở Việt Nam cũng vậy, họ luôn nghĩ rằng công nhân họ từ tỉnh này tỉnh kia lên, họ không biết cái gì đó. Cho nên là họ bóc lột anh chị em. Và thêm một cái nữa, anh chị em không dám cất lên tiếng nói, thì từ đó họ cứ luôn nghĩ rằng đúng rồi, cái sự suy nghĩ của mình là đúng, thì mình cứ tiếp tục chèn ép nó đó. Cho nên là tôi khuyên anh chị em nên tìm hiểu thêm. Và cái mà tôi mong muốn nhất là anh chị em phải mạnh mẽ lên để thành lập một cái công đoàn độc lập cho mình. Chỉ có cái công đoàn độc lập do chính người lao động bầu ra, và coi như là do chính anh chị em đóng tiền cho họ, thì họ mới bảo vệ được cái quyền lợi cho anh chị em. Chứ nếu như mà cứ cái đà này thì tôi nói thật sự, nếu mà cái đà mà anh chị em cứ tin tưởng vào cái công đoàn của nhà nước, anh chị em không có tự lập ra mình một cái công đoàn độc lập, thì cho dù 100 năm nữa thì người lao động Việt Nam vẫn khổ là khổ. Cái điều đó tôi dám chắc chắn 100% như vậy. Em sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về cái vấn đề này, phải không? Công ty của các bạn có công ty khách hàng hay không? Nếu như mà các bạn muốn kiện. Chuyển qua 4G rồi thì mong là anh chị em theo dõi được đó. Anh chị em phải tìm hiểu, nếu như anh chị em muốn khởi kiện một cái công ty, thì trước tiên anh chị em phải tìm hiểu là cái công ty này nó sản xuất về cái mặt hàng gì và nó xuất khẩu đi đâu, và cái công ty mà cái công ty mẹ nó ở đâu. Nếu như công ty đó là nó có cái công ty mẹ, thì anh chị em phải biết là cái công ty mẹ của nó nằm ở chỗ nào và cái điều kiện nó như thế nào. Hoặc là anh chị em có thể gửi những cái tài liệu của cái công ty đó, và
những cái mà sự việc anh chị em thắc mắc về cho cái phong trào lao động Việt, để phong trào lao động Việt có thể giúp đỡ anh chị em. Và tôi cũng xin được nhắc lại là phong trào lao động Việt là một tổ chức phi chính phủ, không phải tổ chức của chính phủ lập ra. Và phong trào lao động Việt lập ra là do chính những người lao động và những người tìm hiểu về đời sống của người lao động, và lập ra với mục đích là để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng cho người lao động, để giúp đỡ người lao động cải thiện về cuộc sống của mình, nâng cao về năng suất lao động, nâng cao về kiến thức lao động, nâng cao về kiến thức của xã hội, nhằm mục đích giúp anh chị em vượt qua những cái sự khó khăn mà anh chị em công nhân đang gặp phải. Đó, thì phong trào lao động Việt có cái trang fanpage là phong trào lao động Việt, hoặc là anh chị em cứ vào Facebook gõ là phong trào lao động Việt thì sẽ ra cái trang của phong trào lao động Việt. Thì trong đó anh chị em có thể đặt những cái câu hỏi, hoặc là anh chị em có thể gửi những cái bài viết của mình. Đó, thì trong cái trang đó thì sẽ luôn luôn có người sẽ trả lời cho anh chị em và giải thích những cái thắc mắc cho anh chị em, hoặc là anh chị em có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến với tôi, hoặc có thể anh chị em có thể gọi điện đến với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách nào để bảo vệ quyền lợi của anh chị em, và tôi cũng có thể hướng dẫn cho anh chị em cái cách để gọi điện thoại một cách an toàn và sử dụng những cái phần mềm để an toàn để liên lạc với tôi, và tôi sẽ bảo vệ cái bí mật của anh chị em 100%. Nếu như anh chị em sợ cái thông tin của mình tiết lộ ra bị đuổi việc này kia thì tôi sẽ coi như là chỉ cho anh chị em cái cách phương pháp để liên lạc. Khi mà anh chị em tìm hiểu những cái sự việc của công ty đó và tranh chấp lao động thì trước khi đó anh chị em cũng có thể là gọi điện đến các phóng viên, mời văn phòng luật sư và tìm hiểu những người có kinh nghiệm để coi như là giúp đỡ anh chị em. Khi mà các bạn mà muốn khởi kiện một cái công ty thì các bạn phải tìm hiểu kỹ về những cái sai phạm của nó. Đó, và tôi khuyên anh chị em nên tìm hiểu về cái luật lao động. Tuy rằng cái bộ luật lao động của Việt Nam viết ra, nhưng mà thật sự tôi cũng biết rằng cái bộ luật đó là được rất là nhiều người họ đánh giá rất là cao. Bởi vì đa phần thì những cái bộ luật đó được lấy từ những cái luật của quốc tế và dịch lại và có sửa một vài điều trong đó. Cho nên anh chị em cứ yên tâm. Tôi nghĩ rằng cái luật lao động nó rất là tốt. Nhưng mà cái là anh chị em thiếu hiện nay là anh chị em không có cái thời gian để tìm hiểu về nó. Thì em sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề mà anh chị em muốn kiện một cái công ty như thế nào, phải không? Thì em sẽ, những cái mà em đọc ra đây là những cái mà em lấy từ trong bộ luật lao động nha, chứ không phải là em tự biên tự diễn. Cho nên chị em cứ yên tâm, không có phải sợ là không biết nghe nghe tôi rồi có được hay không, hay là nghe tôi là lại coi như là bị vi phạm này vi phạm kia. Nếu mà họ mà nói rằng những cái mà tôi nói ra đây là vi phạm thì họ sẽ trước tiên là họ đã xúc phạm đến cái bộ luật lao động là vi phạm, chứ không phải là tôi. Bởi vì cái bộ luật lao động họ viết ra để áp dụng cho công nhân, mà họ quay lại họ nói là những cái điều mà họ viết ra đó là sai trái, tức là điều đó là không có đúng đâu. Cho nên chị em cứ yên tâm những cái vấn đề đó nha. Các bạn bàn với nhau sẽ làm gì trong khi vụ kiện đang tiến hành, kiến nghị đình công và sau khi chấm dứt. Khi kiện công ty, các bạn giữ liên lạc với nhau để duy trì tình đoàn kết. Nếu vụ kiện kéo dài và
một vài người phải về quê vân vân, thì các bạn tính cũng như hội ý với văn phòng luật sư nên làm gì sau khi vụ kiện chấm dứt. Nếu thắng thì các bạn cũng nên thông báo cho nhiều người lao động khác để họ biết thêm về luật lao động. Nếu thua kiện, các bạn hội ý với luật sư là nên làm gì. Các bạn cũng có thể liên lạc với phong trào lao động Việt của chúng tôi nếu như các bạn muốn. Có những câu hỏi như thế này nữa. Hỏi: nếu muốn tổ chức đình công thì trước, trong và sau khi đình công, công nhân cần làm gì? Đáp: trước khi đình công, trước hết các bạn gồm bạn và những người thân tín hãy suy tính có nên thử cách khác, thí dụ như kiến nghị hoặc kiện. Các bạn kín đáo thăm dò ý kiến với nhiều người để ước lượng sẽ có nhiều người sẽ tham gia hay là không, và để hỏi họ là nên đòi những vấn đề gì, đòi bao nhiêu. Các bạn chọn ngày bắt đầu đình công, nếu được chọn thì ngày tốt cho người lao động, thí dụ như sau ngày lãnh lương và khó cho công ty, ví dụ như trước khi giao hàng. Đó là những cái mà chúng ta nên suy tính. Các bạn viết tờ yêu sách tập thể người lao động yêu cầu công ty những điều sau đây. Những cái điều gì mà anh chị em muốn trình bày thì anh chị em viết ra. Nếu không được đáp ứng thì vào ngày nào đó anh chị em sẽ coi như là tổ chức đình công hoặc là tổ chức kiện hay cái gì đó. Cái đó là do tùy anh chị em. Chúng ta sẽ bắt đầu ngưng làm việc tập thể. Các bạn in làm nhiều bản rồi phân phối rộng rãi tờ yêu sách này. Nếu công ty có nhiều phân xưởng thì nên phân phối đến mọi phân xưởng nếu được. Các bạn suy tính trước một số điều. Khi đang đình công, người lao động có nên tụ tập trước cổng công ty trong các yêu sách? Yêu sách nào nếu được đáp ứng thì nên chấm dứt đình công? Khi cuộc đình công đã bắt đầu, các bạn tiếp tục kín đáo thăm dò với càng nhiều người càng tốt để hiểu rõ tâm tình của tập thể, và tùy tình huống khác bạn sẽ thi hành những suy tính nói trên. Các bạn viết và phân phối bản tin trong mọi trường hợp. Nếu phần lớn các bạn yêu sách được đáp ứng thì bản tin nêu lên tin vui và phát huy tinh thần đoàn kết. Nếu phần lớn không được đáp ứng thì các bạn suy tính sẽ viết gì để duy trì tình đoàn kết, chuẩn bị cho cuộc đình công kế tiếp. Thưa anh chị em, đó là những cái mà chúng ta cần phải biết. Và chỉ có cái quyền lợi của anh chị em là do chính anh chị em bảo vệ thì mới được. Và anh chị em cũng nên nhớ rằng hiện nay các cái công ty mà làm ăn tại Việt Nam thì đa phần là những cái công ty của nước ngoài. Và nếu như những cái công ty nào mà làm những cái thương hiệu càng có tiếng thì cái đó là một cái điều rất là có lợi cho anh chị em. Bởi vì có lợi cho anh chị em về những cái mặt chẳng hạn như là kiện tụng, về cái mặt đình công. Và anh chị em nên nhớ rằng những cái công ty, những cái mặt hàng mà xuất khẩu đi nước ngoài thì họ rất là sợ về truyền thông. Anh chị em nên nhớ rằng cái truyền thông đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống hiện nay. Đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong một cái xã hội phẳng hiện nay. Bởi vì anh chị em ở Việt Nam, anh chị em đình công, nhưng ở bên Mỹ họ vẫn có thể họ thấy, ở bên Pháp họ vẫn có thể họ thấy. Với cái chức năng live stream hoặc là những cái chức năng quay video và ghi âm ghi hình đó, hiện nay kể cả những người công nhân họ đều sử dụng những cái smartphone, thì cho nên là họ sẽ làm được cái việc đó. Và nếu như anh chị em
bị họ áp bức, bị họ mắng chửi trong công ty, thì anh chị em cũng có cái quyền ghi lại, ghi hình hoặc ghi âm lại những cái đoạn đó để anh chị em coi như là tố cáo họ, họ đã xúc phạm đến nhân phẩm, nhân cách của người lao động, hoặc là xúc phạm đến coi như là quyền của anh chị em. Cho nên đó, những cái việc này anh chị em phải cần phải nắm biết là anh chị em là những người lao động, anh chị em là những người bán sức lao động của mình để coi như là lấy đồng tiền, chứ không phải anh chị em là những người vào đó để làm tôi mọi, để chịu sự mắng nhiếc, để chịu sự coi như là hạch sách đó, hoặc chịu những cái sự mà giống như là dâm ô của những cái mà vị quản đốc hay là những cái vị quản lý mà lợi dụng những chị em nữ để quấy rối tình dục. Cái đó là những cái điều vi phạm pháp luật và luật pháp cấm. Chẳng những luật pháp quốc tế mà luật pháp Việt Nam cũng cấm những cái điều đó. Cho nên anh chị em có những cái tình trạng nào mà xảy ra thì anh chị em nên kiến nghị, anh chị em phải mạnh dạn lên, anh chị em phải mạnh dạn lên làm những cái kiến nghị hoặc làm những cái đơn thưa nó, thì lúc đó nó mới tôn trọng anh chị em được. Nếu như anh chị em nó đi ngang qua, tôi là tôi ví dụ một cái rất là đơn giản như thế này, nó đi ngang qua, nó dỗ cái mông anh chị em cái, mà anh chị em không có phản ứng, đó thì nó nghĩ rằng đó là bình thường, hoặc là cô này cổ dễ dãi, hoặc là cô này cổ cũng có tình ý với mình, thì hôm sau nó sẽ dỗ ở chỗ khác đó, thấy không? Cho nên mình phải biết bảo vệ cái danh dự của mình, bảo vệ cái quyền của mình, không ai có quyền xâm phạm, không ai có quyền quấy rối tình dục mình hết đó. Cho nên đó, những cái quyền lợi đó chỉ có anh chị em mới lên tiếng được, chứ còn như chúng tôi có muốn lên tiếng mà chúng tôi đâu có biết là nó làm đối với người nào, hay là nó đối xử như thế nào với anh chị em, đúng không? Cho nên đó là tôi khuyên anh chị em nên trình bày những cái vấn đề này ra, đừng có ngại, bởi vì những cái vấn đề này là những cái vấn đề rất là bình thường trong cái xã hội. Bởi vì thứ nhất là cái xã hội Việt Nam của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội không có an toàn, xin thưa với anh chị em. Cho nên á, những chuyện gì cũng có thể xảy ra đến với anh chị em được. Cho nên là anh chị em nên tìm hiểu thêm về cái quyền lợi của mình. Và trong cái bộ luật lao động nó có 242 điều, thì trong đó nó cũng hướng dẫn rất là rõ là từ cái việc trừ ra cái điều một thôi, trừ ra cái điều một của bộ luật lao động là công đoàn là nhằm để phục vụ cho đảng thôi, để bảo vệ đảng thôi, còn các cái điều khác thì họ đều nói về cái quyền lợi của người công nhân hết. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm, khi mà anh chị em tìm hiểu về cái bộ luật lao động thì anh chị em thấy rất là nhiều cái quyền lợi mà anh chị em bị mất trong đó. Mà khi anh chị em đã hiểu được luật rồi thì không ai có thể chèn ép anh chị em được, bởi vì nếu mà chuyện chèn ép anh chị em dỡ ngay cái điều khoản đó ra, chẳng hạn như bắt anh chị em làm thêm giờ, phải không, mà không có trả thêm tiền cho anh chị em dỡ ngay cái bộ luật ra, đây nè, luật lao động chỉ cho tao biết là tao thích làm là thêm giờ là tao làm, còn tao không thích làm thêm giờ là tao có quyền nghỉ, không, mày là thằng chủ, mày không có quyền ép tao, bởi vì đây tao đã làm tròn cái như là thời gian của tao là hết 8 tiếng hoặc là 10 tiếng, mày không có quyền bắt ép tao thêm nữa, bởi vì đây là cái quyền của tao. Đây là cái thời gian free của tao rồi, cái thời gian rảnh của tao, tao không muốn kiếm thêm tiền, tao muốn coi như là dành cái thời gian này để tao đi nghỉ ngơi, tao bồi bổ lại cái dinh dưỡng cơ thể của tao, cũng như là tao muốn giải trí, tao không muốn làm thêm giờ. Thì đó, anh chị em, nếu anh chị em biết được cái luật lao động thì anh chị em mới nói được, còn không anh chị em không biết, nó bắt anh chị em làm thêm giờ, trong khi đó anh chị em không biết, nó hù anh chị em nó, nếu mày không làm thêm giờ tao đuổi việc mày, đó là anh chị em không biết, anh chị em sợ là nếu mà nó nói như vậy mình không làm thì nó đuổi việc mình,
Đó, như thật sự tôi xin thưa với anh chị em, muốn đuổi việc một công nhân không phải là việc đơn giản nếu như anh chị em hiểu luật. À, anh chị em hiểu luật là muốn đuổi công nhân là phải bồi thường như thế nào. Đó. Và người công nhân có quyền kiện ngược lại công ty khi chấm dứt hợp đồng mà không có lý do, anh chị em nên nhớ như vậy. Cho nên anh chị em đừng có sợ là mất việc. Bởi vì trong cái hợp đồng lao động nó ghi rất là rõ, hợp đồng lao động nó gồm có 3 loại lận: không xác định thời hạn, xác định thời hạn, và cái hợp đồng lao động coi như là dưới 1 năm. Thì những cái điều khoản này anh chị em coi như là nên tìm hiểu, bởi vì hiện nay với cái công nghệ thông tin hiện nay, với cái coi như là thế giới phẳng hiện nay, thì với cái sự việc mà tìm hiểu này nó không có khó, xin lỗi anh chị em. Nó đơn giản lắm anh chị em, bây giờ không cần phải mua cái bộ luật lao động làm gì. Đó. Nếu như anh chị em có cái cuốn luật lao động trong nhà của mình thì càng tốt, phải không? Mà nếu như anh chị em không có cái như là muốn bỏ tiền ra mua nó, anh chị em chỉ cần coi như là vào Google search một cái, tức là tìm kiếm một cái, đánh vào cái chữ chỗ tìm kiếm, coi như là luật lao động, 242 điều luật lao động, thì nó sẽ cho anh chị em ra rất là nhiều cái luật lao động đó. Thì anh chị em tìm hiểu muốn điều nào thì anh chị em bấm tiếp, cái điều nào ở trong luật lao động thì nó sẽ ra ngay chính xác cho anh chị em luôn. Anh chị em không cần phải lập từng trang giấy nữa, đó nó rất là tiện lợi, mất mấy gì chúng ta không tận dụng. Anh chị em nên nhớ rằng tại sao người ta chế tạo ra những cái công nghệ để làm gì, để giúp cho cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng cải thiện hơn, càng ngày càng tiếp cận được với cái công nghệ thông tin, tức là tiếp cận gần đến với thế giới hơn. Chúng ta mặc dù chúng ta ở Việt Nam nhưng chúng ta có thể coi như là thấy mặt nhau ở bên Mỹ, chúng ta có thể coi như là nói chuyện với nhau hàng ngày, đó là những cái giúp cho chúng ta những cái phương tiện rất là gần gũi. Thì trong những cái phương tiện này thì cũng có những cái bộ luật họ sẽ đưa vào đó. Thì bây giờ anh chị em đã sử dụng được, biết hầu như là những cái coi như là công nghệ bình thường, thì anh chị em tôi nghĩ rằng rất là nhiều anh chị em biết, cho nên là anh chị em cứ mạnh dạn lên. Chỉ có cái quan trọng là anh chị em không có tìm hiểu thôi, anh chị em không có chịu coi như là mày mò, cứ coi như là nghĩ thôi mình tìm hiểu có được gì đâu. Và tôi cũng rất là buồn, có một số người lao động họ nghĩ như thế này và họ không tìm hiểu, và tôi cho rằng đó là một cái sự ù lì. Bởi vì sao? Tôi sẽ nói cho anh chị em rõ như thế này. Bởi vì có những anh chị em nghĩ rằng mình lên mình ở quê, mình lên Sài Gòn làm một vài năm, kiếm coi như là một ít tiền rồi về quê, cần gì mình phải tìm hiểu về luật lao động, cần vì gì mình phải tìm hiểu về cái này cái khác, mình cứ coi như là cắm đầu làm một vài năm rồi mình về. Nhưng anh chị em không hiểu rằng, anh chị em không thấy rằng cái một vài năm của anh chị em đó là đã đánh mất cả cái tuổi thanh xuân của anh chị em rồi đó, anh chị em biết không? Và anh chị em hãy nhìn lại cái cuộc sống của những người công nhân hiện nay, chúng ta phải sống như thế nào, chúng ta phải sống trong những cái ngôi nhà trọ như thế nào đó. Và chưa tính nữa, chưa tính khi mà anh chị em chỉ tính là lên Sài Gòn làm một vài năm rồi về, nhưng khi anh chị em lên Sài Gòn lại đi làm công nhân, rồi gặp những người công nhân này, gặp những người công nhân khác, rồi lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái đó, rồi con cái của anh chị em, rồi nó sẽ đi về đâu? Khi anh chị em không biết về cái quyền lợi của mình để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Chào anh Nguyễn Dũng, cảm ơn anh, em khỏe. Thì chỉ có những người mà không chịu tìm hiểu. Thật sự đối với tôi, đối với bản thân tôi, mỗi một giây trôi qua và mỗi coi như là một phút trôi qua tôi đều quý giá, tôi đều tận dụng những cái thời gian đó, tôi làm những cái công việc nào có ích, và tôi tận dụng những cái thời gian đó là tôi có thể đọc sách,
tôi có thể tìm hiểu thêm về những cái quyền lợi của mình đó. Thì từ cái đó là tôi không bao giờ tôi bỏ phí thời gian, nhất là những cái việc mà vô bổ, chẳng hạn như là cắm đầu vào một cái chầu nhậu là đối với tôi hoàn toàn không có. À, nếu như mà nói như vậy thì có thể là các bạn nghĩ rằng tôi khắt khe với bản thân của tôi quá, nhưng cái cuộc sống là nó là như vậy. Nếu như chúng ta bỏ qua một cái cơ hội, chúng ta bỏ qua một cái thời gian mà chúng ta không biết là cái thời gian đó nó như thế nào, chúng ta lãng phí nó, thì tức là chúng ta đã làm vô tình, chúng ta đã đánh mất những cái cơ hội cho bản thân của chúng ta. Cho nên anh chị em nên cố gắng tìm hiểu về cái quyền lợi của mình. Thay vì tôi không phải là tôi chỉ trích về những người anh em là không muốn cho anh em bạn bè hay là những người công nhân là ăn nhậu hay này kia, nhưng mà nó phải có một cái thời gian nhất định, phải không? Chắc mình phải quy định ra một cái thời gian, một tuần chúng ta có thể nhậu một lần, hoặc là hai tuần chúng ta có thể nhậu một lần. Còn cái này không có, bởi vì tôi nhìn thấy rất là nhiều người công nhân ở Việt Nam cứ đi làm về rất là mệt rồi, nhưng mà họ lại còn cắm đầu vào nhậu. Có nhiều khi ấy, nhậu chẳng có cái gì, chẳng có cái mồi màng gì coi như là ngon hết. Vài trái cốc mà họ cũng vẫn nhậu được. Cái đó là chúng ta vô tình giết hại bản thân của chúng ta. Chúng ta vô tình tự hủy hoại lấy sức khỏe của chúng ta. Cho nên đối với tôi những cái việc đó là những việc vô bổ, không có ý nghĩa gì hết. Còn cái việc mà bạn bè lâu lâu gặp nhau, tụ tập lại, mình uống một vài chai, cái chuyện là chuyện bình thường, không có ai nói hết. Nhưng mà đừng có mà ngày nào cũng phải nhậu. Ngày nào cũng phải nhậu thì cái tinh thần của chúng ta không bao giờ tỉnh táo được để mà suy nghĩ đến những cái công việc tốt hơn. Như vậy thì quay lại là như vậy, nếu như cái cuộc đời của chúng ta mà cứ như vậy thì những người công nhân sẽ đi về đâu, và con cái của những người công nhân sẽ đi về đâu, trong khi dân số Việt Nam thì càng ngày càng tăng, anh chị em cũng biết rồi đó. Và đất đai tài nguyên của chúng ta bây giờ cũng không còn, bởi vì cái sự lãnh đạo yếu kém của nhà nước hiện nay cũng không có còn đó, tài nguyên của chúng ta nữa, thì chúng ta chắc chắn rằng con em của chúng ta chắc chắn là tiếp tục sẽ là những người lao động, những người trở thành những người công nhân như chúng ta. Mà thêm một cái nữa, mà đã trở thành, chúng ta đã là những người công nhân rồi, con em của chúng ta trở thành những người công nhân rồi mà chúng ta lại không biết về luật nữa, thì chúng ta chắc chắn 100% là chúng ta làm nô lệ, là cái điều đó là điều chắc chắn. Tôi không có hù anh chị em đâu, cái điều đó ai cũng đã biết trước, ai cũng đã thấy cái điều đó, chứ không phải tôi hù. Anh chị em cứ nhìn đi, anh chị em cứ nhìn ra cái mặt bằng chung của xã hội. Anh chị em lao động thử bỏ ra một tiếng, hai tiếng đồng hồ, anh chị em quan sát cái xã hội này coi, và anh chị em thử ngồi tính lại những cái mà ở trong cái cuộc sống của anh chị em thôi, ở trong một cái căn phòng trọ của anh chị em thôi, là anh chị em nhìn đó, hàng ngày chúng ta ăn cái gì, chúng ta đặt ra cái câu hỏi, những thực phẩm là chúng ta ăn ở đâu, và ở đâu nó sản xuất cái thực phẩm này, và tiền một tháng của chúng ta chi tiêu, một tháng chúng ta lãnh ra 5 triệu và chi tiêu vào đâu, mà tại sao trước đây chúng ta chi tiêu cũng cái mức giá này mà bây giờ nó còn dư được một số tiền, mà bây giờ chúng ta cũng mua cái món này, mà ủa sao cái tháng này chúng ta lại thiếu nợ đó. Chúng ta đặt ra những, và chúng ta gom gọn lại những cái xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được là cái cuộc đời của chúng ta sẽ về đâu, và cái tương lai của coi như là con em của các bạn là những người công nhân sẽ về đâu, nếu như các bạn không hiểu về quyền lợi của mình đó. Và nếu như anh chị em tìm hiểu về cái bộ luật lao động và cái quyền lợi của mình, thì anh chị em hiểu, ủa mình làm cái này đáng lẽ phải được trả thêm tiền nè, mà sao lại không được đó. Và mình những cái này đáng lẽ là mình đâu có cần phải làm đâu, mà tại sao họ bắt mình làm đó. Anh chị em sẽ hiểu được những cái quyền lợi của mình nó nằm ở trong đó, một cái quyền lợi chính đáng mà đáng lẽ ra công đoàn và công ty cứ mỗi 6 tháng là phải tổ chức cho anh chị em tập huấn về luật lao động một lần. Nhưng anh chị em thấy không,
Anh chị em có những người làm mười mấy năm, 20 năm, anh chị em có được tập huấn về luật lao động hay chưa? Và nếu như có thì bao nhiêu năm mới được tập huấn một lần? Và khi tập huấn xong, anh chị em hiểu được bao nhiêu trong cái mà anh chị em tập huấn, và cái khi anh chị em tập huấn đó, và hãy xem là họ đã dạy anh chị em vào những cái gì nữa, chứ không phải nói là tập huấn là làm tốt được. Không có. Anh chị em phải nỗ lực hàng ngày, hàng ngày. Và anh chị em phải biết bảo vệ cái quyền lợi của mình hàng ngày, hàng ngày. Chứ không phải là ồ thôi kệ nó. Cái việc này một mình không có làm được gì đâu. Hoặc là anh chị em cứ nghĩ rằng cái việc này việc chung mà. Mắc mới thì mình phải nói để người ta nói. Đó là một cái thất bại. Đó là một cái thất bại của anh chị em. Anh chị em nghĩ như vậy thì người ta cũng sẽ nghĩ như vậy, phải không? Thì á, khi anh chị em cất lên tiếng nói thì người ta thấy, người ta cũng vẫn cất lên tiếng nói. Anh chị em hãy nhìn lại các cái nước trong khu vực của anh chị em này, họ có những cái công đoàn độc lập của họ. Cho nên á, khi mà một người lao động họ cất lên tiếng nói, họ không có coi như là cần thiết phải coi như là đi đâu cho nó xa, họ lên thẳng cái công đoàn mà đại diện cho họ đó, những người mà công đoàn là do những người mà họ lập ra đó. Em mày, mày xem xét lại nha. Bữa nay tao thấy là công ty nó coi như là cho tao ăn cái bữa ăn này coi như là không đủ dinh dưỡng nè. Là tôi nói với anh chị em nè, cái thằng công đoàn đó đó, nó coi như là phải cắm đầu nó chạy xuống nó kiểm tra đó, và nó lấy thông tin, nó sẽ làm việc cho anh chị em. Chứ không phải là để anh chị em tự mình phải kêu cứu đâu. Ở đây có anh Tân Hiệp Nguyễn, là em biết rằng anh là cái người mà cũng làm trong cái công đoàn của Canada. Thì em có thể là mời anh lên để chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà anh làm ở trong những cái công đoàn độc lập ở Canada được không? Nếu như mà có thể thì em sẽ mời anh để anh lên chia sẻ về, để cho người công nhân Việt Nam biết về cái quyền lợi của người lao động ở bên ngoài họ được bảo vệ như thế nào so với cái quyền lợi của người lao động ở Việt Nam. Nếu như mà anh có thể lên thì gửi cho em một cái lời mời, em sẽ mời anh lên. Bởi vì vào những ngày chủ nhật thì em thường nói về cái quyền lợi của người lao động Việt Nam, để cho công nhân Việt Nam họ hiểu về quyền lợi của mình. Đó thì anh chị em thấy không? Cái công đoàn độc lập, bởi vì cái công đoàn độc lập đó là do chính anh chị em lập ra. Và tôi xin được nhắc lại một cái như thế này, là công đoàn độc lập không liên quan gì đến chính trị. Cho nên anh chị em đừng có sợ rằng á, công đoàn độc lập là phải liên quan đến chính trị, liên quan đến coi như là tổ chức này tổ chức kia và bị người ta họ hù, nếu mà tham gia vào tổ chức này rồi tổ chức đó là sẽ bị bắt hay này kia, đó là một cái điều vô lý, luật pháp không có cấm cái điều đó đâu. Bởi vì á, cái công đoàn nhằm mục đích cuối cùng là chỉ để bảo vệ cái quyền lợi cho người lao động mà thôi, không tham gia hoặc là không phải chịu chi phối bởi bất kể một cái tổ chức nào, một đảng phái nào. Anh chị em nên nhớ như vậy, và anh chị em hãy nhìn thấy cái coi như là tổ chức lao động quốc tế cũng vậy, nó cũng là một cái tổ chức lao động độc lập. Anh chị em nên nên thấy rằng đó, và nó hoạt động dựa trên những cái sự đóng góp của coi như những người lao động đó. Và anh chị em cũng vậy, nếu như anh chị em thành lập ra cái công đoàn độc lập của anh chị em, thì cái công đoàn độc lập của anh chị em sẽ bảo vệ cái quyền lợi của anh chị em và những người đó, những người mà anh chị em lập ra, anh chị em bầu ra, thì anh chị em phải chọn những người nào có thể có kiến thức, hiểu biết về cái luật lao động, hoặc là có những cái thâm niên về trong đời sống công nhân, thì họ sẽ hiểu được cái quyền lợi nào được và mất. Cho nên anh chị em hãy mạnh dạn lên, đừng có sợ gì hết. Tôi luôn luôn, phong trào lao động Việt của chúng tôi luôn luôn hỗ trợ tất cả anh chị em, muốn giúp đỡ tất cả anh chị em để anh chị em có những cái kinh nghiệm
để nâng cao cái cuộc sống của mình. Thật sự ra bản thân tôi cũng là từ một người công nhân đi ra. Tôi là một thợ máy, trước đây tôi là một thợ máy, cho nên tôi hiểu được cái cuộc sống của những người công nhân như thế nào. Cho nên là từ những cái sự việc mà tôi thấy đó, tôi nghĩ rằng công nhân Việt Nam cần phải có một cái công đoàn độc lập để bảo vệ cái quyền lợi của mình, thì tôi mới nghỉ làm và tôi mới đi ra tôi tìm hiểu về luật lao động. Tôi học hỏi thêm về các bộ luật của nước ngoài đó, chẳng hạn như là về luật của quốc tế nhân quyền, về luật lao động của coi như là tổ chức lao động quốc tế. Thì tôi mới thấy rằng người lao động Việt Nam họ bị bóc lột quá nhiều, người lao động Việt Nam bị thua thiệt quá nhiều so với những người lao động ở trên thế giới nói chung, và đối với những người lao động ở trong khu vực của chúng ta. Thì tôi muốn cất lên tiếng nói để làm những cái điều gì đó cho những người công nhân hiểu thêm về cái quyền lợi của mình, chứ không, tôi không nhằm một cái mục đích gì khác hết. Thật sự tôi làm những cái vấn đề này tôi cũng chẳng có được một cái lợi lộc gì, nhưng mà vì người lao động Việt Nam, vì anh em của chúng tôi cũng là những người lao động, cho nên tôi muốn phổ biến ra cho nhiều người biết. Tôi được may mắn là tôi được tìm hiểu thêm, tôi không có phải coi như là phải lo những cái bữa ăn hàng ngày và lúc nào cũng phải đi kiếm tiền, bởi vì đối với tôi chỉ đủ sống và làm một cái việc ý nghĩa, thì tôi rất là sung sướng rồi, đó là cái niềm vui của tôi. Chỉ có như vậy thì mới coi như là giúp tôi vui, thoải mái thôi. Chứ còn nếu như mà chạy theo đồng tiền thì tôi không có muốn, bởi vì nếu mà chúng ta cứ cắm đầu chạy theo cái đồng tiền thì sẽ làm nô lệ cho đồng tiền. Và khi mà đã làm nô lệ cho đồng tiền rồi thì không bao giờ chúng ta rút ra được. Và cuối cùng, cuối cuộc đời chúng ta chết đi thì chúng ta cũng không có thể đem được cái nhà lầu đi theo, chúng ta cũng không đem được coi như là vàng đi theo, không đem được đô la đi theo. Như đối với tôi điều đó là vô nghĩa, cho nên tôi chỉ muốn làm những cái điều gì có ý nghĩa và giúp đỡ những cái người mà có cuộc sống khó khăn hơn, không hiểu về cái quyền lợi của mình. Thật sự ra ai cũng có một cái mơ ước hết, ai cũng muốn cho cái cuộc sống của mình nó thoải mái hết. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn thực hiện được cái mơ ước của mình thì chúng ta phải biết chúng ta đang làm cái gì, và chúng ta đặt cái mục tiêu nó vào đâu. Và ai cũng muốn coi như là mình có cuộc sống sung túc, thì chúng ta hãy nhìn lại cái công việc của mình có phù hợp với mình hay là chưa. Nếu như cái công việc này nó chưa thì em sẽ mời anh Tân Hiệp Nguyễn lên, bởi vì anh Tân Hiệp Nguyễn là người làm ở trong cái công đoàn của Canada, thì công đoàn độc lập, thì em sẽ mời anh Tân Hiệp Nguyễn lên để chia sẻ với anh chị về cái quyền lợi của người lao động và so sánh, anh chị em thể sẽ so sánh như thế nào ở giữa. Em chào anh Tân Hiệp Nguyễn. Alo. Rất là vui được gặp anh vào buổi sáng ngày hôm nay. Chào anh, chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Anh cứ tiếp tục đi, anh đang nói cái vấn đề gì đó. Tăng Hiệp đang muốn theo dõi, tại vì nói thật với anh là Tăng Hiệp từ diễn đàn này chạy qua diễn đàn khác, tại nhiều người Tăng Hiệp có nhiều cái đề tài lắm, thành ra Tăng Hiệp cũng cũng xin mổ xẻ với anh một vài vấn đề, và anh cứ tiếp tục đi, cái vì anh chưa nói xong nữa, rồi Tăng Cái Hiệp vấn sẽ đề của tiếp em tục là với anh. nói về cái quyền lợi của Mời người lao anh. động Việt Nam hiện nay đang gặp khó khăn, và chỉ ra cho họ hiểu rằng những cái điều luật nào họ phải bảo vệ. Và bây giờ em muốn là so sánh là cái người lao động Việt Nam họ bị thiệt thòi như thế nào ở so với những cái người lao động ở các nước mà có những cái công đoàn độc lập. Bởi vì hiện nay cái Việt Nam không có cái công đoàn độc lập, cho nên á em muốn cho người công nhân Việt Nam họ thấy được cái công đoàn độc lập nó đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào đối với người lao động.
còn cái công đoàn của nhà nước hiện nay họ không bảo vệ được cái quyền lợi cho người lao động. Cho nên em muốn là anh ở bên đó là làm việc cho một cái công đoàn của Canada, và ở Việt Nam em cũng coi như là đại Đúng diện vậy. cho một cái phong trào lao động Việt, để coi như là chỉ ra cho người lao động thấy là cái quyền lợi nào họ bị mất. Cho nên em muốn anh chia sẻ là cái quyền lợi của người lao động ở bên đó họ được hưởng như thế nào, cái giờ giấc của họ, cái an sinh của họ, và họ được bảo vệ như thế nào khi họ Đúng bị rồi. đứt tay ha, hay là khi họ bị tai nạn lao động thì họ được bảo vệ như thế nào để cho người công nhân Việt Nam họ biết. Cảm ơn anh. Đúng vậy, anh nói rất là đúng. Tăng Hiệp có cái cơ may là được tham gia trong tập đoàn lao động độc lập của cái hãng mà Tăng Hiệp làm. Tăng Hiệp là những một trong những người đứng lên cất tiếng nói đấu tranh cho và ký một cái hiệp ước giữa người chủ và những công nhân lao động. Trước tiên hết, Tăng Hiệp nói là những người lao động trong một cái cơ xưởng nào đó đó là họ là rất là quan trọng, tại vì nếu không có họ thì cái công xưởng đó không có sản xuất ra được bất cứ cái gì mà sẽ bị lỗ lã. Và nếu mà những người mà chủ họ ký những cái hiệp ước với các cái người mua đó, người mua cái mặt hàng đó đó, mà nếu họ không có đáp ứng được cái thời gian giao hàng đó, thì họ sẽ bị bồi thường rất là lớn. Đó, thứ nhất là thứ nhì, đó, vì vậy họ rất cần những người lao động trực tiếp trong công ty của họ, họ phải tôn trọng những người lao động đó. Đó là điều trước tiên chúng ta phải nhận định ra điều đó. Và cách đây 2 ngày thì Tân Hiệp có nghe là có 25.000 người Trung Quốc từ ở bên biên giới đi qua Việt Nam để đi làm việc, để làm những công việc lao động của những người Việt Nam, thay vì những người Việt Nam có những cái công việc đó thì họ đem 25.000 người Trung Quốc qua để làm những công việc lao động đó. Đó là một cái bất công, rất là bất công. Thành ra vì vậy chúng ta phải có một cái tiếng nói độc lập của một cái độc lập của họ nhận thức ra chuyện đó, họ bảo vệ quyền công nhân, quyền lợi của người lao động Việt Nam sống trong nước, vì mấy người lao động đó là người trực tiếp đóng thuế cho chính phủ đó. Thành ra Tăng Hiệp nói cho anh biết là chẳng những ở bên đây là họ được bảo vệ cho về y tế, về sức khỏe, về tài chánh quyền lợi, mà họ còn được giúp đỡ. Ví dụ như là chính phủ, tại vì họ họ là một cái công đoàn độc lập, biết không? Họ là những cái hội lao động độc lập, thành ra họ đòi hỏi chính phủ là phải giúp đỡ những người, thí dụ như cái người này họ mất cái công việc đó, họ muốn đi qua kiếm một cái việc khác ở một cái hãng khác, thì cái công đoàn độc lập đó họ sẽ đòi hỏi chính phủ là phải hỗ trợ giúp đỡ cho họ được đạt được công việc đó. Nghĩa là chính phủ phải đứng ra, thứ nhất là người chính phủ phải đứng ra bảo đảm là trả một nửa số lương của họ, của đòi chính phủ sẽ đài thọ một nửa phần số lương, còn người chủ mà chủ mới á, sẽ trả chỉ có một nửa số lương thôi. Thành ra người chủ á, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận cái người lao động đó. Ví dụ như là anh cái hãng đó nó trả anh 3 đồng một giờ đi, ví dụ 3 đồng một giờ đi, thì cái công đoàn độc lập đó, nó đòi hỏi chính phủ phải trả 1 đồng rưỡi, còn cái người chủ trả 1 đồng rưỡi thì làm lại là thành 3 đồng để trả cho người công dân đó. Thành ra cái đó là cái quyền lợi, tại vì cái người người lao động họ rút lúc nào họ phải đóng thuế cho chính phủ, mà chính phủ phải có bổn phận bảo vệ cái công ăn việc làm cho họ, để cho gia đình họ phát triển và con cái họ có được đi học miễn phí. Đó là những cái quyền lợi mà những cái điều kiện đó đó là phải có
một công đoàn, một cái hiệp hội công đoàn độc lập, họ đấu tranh cho những cái quyền lợi đó. Những quyền lợi đó là rất là quan trọng. Thứ nhất, thứ gì nữa đó là cái vấn đề mà Tân Hiệp mới mới nêu ra là có 25.000 người từ bên Trung Quốc qua để lấy công việc làm của người lao động đó, đó thì cái công đoàn độc lập đó họ sẽ lên tiếng, họ sẽ lên tiếng là họ nói không có được, phải ưu tiên cho người địa phương trước nhất, sau đó nếu mà những người những cái công việc nào mà những cái đòi hỏi kỹ thuật cao mà người địa phương không có làm được đó, thì lúc đó mới cần những người ở ngoài vào giúp đỡ. Mà những người ở ngoài, những người ở nước ngoài đi vào đó, họ chỉ cũng như là ở bên đây là người ta nói là họ chỉ cái cách làm, cái cách làm cái công việc đó cho người địa phương, rồi từ từ lúc đó người địa phương họ sẽ tiếp tục công việc đó, chứ họ không có, họ chỉ làm một cái hiệp định trong vòng 6 tháng một năm thôi, nhưng mà với điều kiện là họ phải rèn luyện người địa phương làm cái công việc đó, chứ không có phải là họ tới họ họ nắm cái công việc đó cho 10 năm 20 năm họ vẫn tiếp tục làm, không có, đó không có được. Đó là những cái quyền lợi mà công đoàn sẽ đòi hỏi cho người công nhân, người người lao động trực tiếp, tại vì họ sống đó, họ họ là có thể họ là một thành viên cho của gia đình những người lao động đó. Thì ra Tân Hiệp muốn nói những vấn đề đó là những rất là quan trọng cho những người lao động ở trong nước đó, rồi họ sẽ kiểm soát về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nữa, trong những cái hãng xưởng nào mà họ phải cung cấp thực phẩm, an toàn thực phẩm thì họ bảo đảm cái an toàn thực phẩm cho người công nhân. Những điều kiện đó để giúp người công nhân và cái kinh tế của cái địa phương đó nó phát triển, chứ hiện bây giờ toàn là cái công đoàn mà của chính phủ hiện nay thì Tân Hiệp chỉ thấy là toàn là những người tham ô tham nhũng, rồi mua quyền bán chức, họ trà trộn vô đó, rồi họ chỉ có củng cố cái địa vị họ, rồi họ bóc lột người người lao động. Thì cái đó chúng ta đã thấy rất rõ ở cái chuyện đó xảy ra trong trong Việt Nam, ở trong Việt Nam như là đã từng xảy ra với anh Huy Chương Đoàn đó. Thì Tân Hiệp chỉ phát biểu một vài ý kiến, Tân Hiệp xin ngừng, Tân Hiệp xin dừng lời lại Dạ, cho anh. cảm ơn Cảm anh ơn anh nhiều Tân nha. Hiệp rất là nhiều. Cảm ơn anh đã chia sẻ cho người lao động Việt Nam biết rằng cái quyền lợi của công nhân ở bên nước nước ngoài họ được bảo vệ như thế nào. Khi mà có công đoàn độc lập thì chỉ có cái công Đúng. đoàn độc lập thì họ mới bảo vệ được cái quyền lợi của mình. Phải. Còn bởi vì nếu mà một cái công đoàn của nhà nước thì chắc chắn rằng họ chỉ bảo vệ cho cái nhà nước thôi, làm sao bảo vệ được. Thì như anh chị em cũng thấy là anh Tân Hiệp Nguyễn anh đã chia sẻ là người Đúng lao rồi. động ở nước ngoài khi mà bị thất nghiệp thì chính phủ họ sẽ làm những gì? Họ sẽ tìm mọi cái cách để cho anh chị em có công việc làm, và họ sẽ bảo vệ cái quyền lợi của anh chị em một cách tối đa. Đó, và cái công đoàn độc lập mà khi thấy mà những cái quyền lợi của anh chị em bị xâm phạm thì họ lập tức họ sẽ giải quyết cái vấn đề đó với giới chủ. Chứ anh chị em không có cần phải coi như là mệt nhọc gì. Bởi vì sao? Bởi vì cái công đoàn độc lập là một cái tổ chức bảo vệ người lao động, họ không có chịu chi phối bởi chính phủ, họ không bị bởi sự chi phối bởi một cái doanh nghiệp nào, không có ai có thể mua chuộc họ được. Bởi vì đó là nhằm do anh chị em lập ra nhằm bảo vệ cái quyền lợi cho mình. Thì những cái công đoàn độc lập đó khi anh chị em có chuyện, anh chị em chỉ cần nói với họ thôi, họ sẽ làm thay tất cả cho anh chị em đó. Và thay vì cái đồng tiền, tôi sẽ nói đến cái vấn đề mà tại sao tôi mổ xẻ vấn đề này. Thay vì bây giờ anh chị em đóng 2% lương của mình cho cái công đoàn Việt Nam, thì tôi nói thật sự với anh chị em, với coi như những cái công ty anh chị em chỉ cần đóng coi như là 5.000 đồng Việt Nam thôi. Đó, là anh chị em tính ra được có được coi như là 0,5% chưa? Thì những người này làm tốt hơn nhiều, tốt hơn cái công việc của công đoàn nhà nước làm hiện nay rất là nhiều.
Bởi vì công đoàn những cái hiện nay họ chỉ ăn rồi họ mặc áo đóng thùng, họ chải đầu lắng bóng, họ đi rảo rảo, họ chủ yếu là quan sát anh chị em thôi. À, cho nên cái gút lại là tôi muốn anh chị em phải biết bảo vệ cái quyền lợi của mình một cách chính đáng. Và muốn bảo vệ được cái quyền lợi của mình chính đáng là anh chị em chỉ có một cái cách duy nhất là: một, phải tìm hiểu về luật lao động; hai, anh chị em phải lập cho được cái công đoàn độc lập của mình. Bởi vì xin thưa với anh chị em có rất là nhiều cái cơ hội để thành lập cái công đoàn mà không ai có thể làm gì các bạn, bởi vì trong luật đã quy định. Và bây giờ trong những cái hiệp định hiện nay, chẳng hạn như là cái hiệp định mà gọi là EVFTA đó, là cái hiệp định coi như là Việt Nam châu Âu đó, nó viết theo tắt theo tiếng Anh, nhưng mà tôi sẽ coi như nói bằng tiếng Việt để cho anh chị em dễ hiểu. Là cái hiệp định EVFTA đó đó là Việt Nam và châu Âu đó, khối Liên minh châu Âu á, là trong những cái hiệp định kinh tế đó đó là nó ràng buộc rất là nhiều về cái công đoàn độc lập đó. Cho nên nếu như anh chị em không biết nắm bắt cái cơ hội này để thành lập cái công đoàn độc lập thì anh chị em sẽ không còn cái cơ hội nào hết. Và anh chị em cũng thấy rằng cái coi như là hiệp định coi như là TPP, tức là hiệp định xuyên Thái Bình Dương á, hợp tác, nó là một cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó. Cho nên á, những cái này nó coi như là ràng buộc rất là nhiều về cái coi như là công đoàn độc lập. Cho nên là anh chị em nên nắm bắt những cơ hội này. Anh Tân Hiệp Nguyễn muốn lên hả? Nếu mà muốn lên thì anh gửi lại cái lời mời, em sẽ mời anh lên lại. Thì đó, nếu như anh chị em không có nắm bắt được những cái này mà anh chị em lại tiếp tục để cho cái công đoàn nhà nước họ lập ra, họ đi coi như là đánh lừa với thế giới là tôi cũng có công đoàn cơ sở nè. Cái công đoàn cơ sở nó không có coi như là liên quan gì hết, mà họ có thể dùng cái đó để lập luận, họ lừa anh chị em. Anh Trung Lý, anh muốn lên em sẽ mời anh. Vài phút nữa thì em sẽ kết thúc cái live. Em đang mời anh Trung Lý, mời anh lên chia sẻ về cái quyền lợi của người lao động như thế nào. Bây giờ xin lỗi, hello, anh biết rồi, biết Dạ rồi. chào anh. Dạ. Em thì các bạn này, tại em lên mạng em xem hoài đó, ý nói là À. cái mà cái dạng mà cái dạng nước Mỹ này khác, nước Mỹ này cái À. dạng thấy không, chúng chửi hoài cái mạng lưới bị chửi hoài của nó lập là khác, nó quyền công nhân là mà nhất là những người công nhân tới tháng nó phải bảo vệ cho công nhân tất cả, tích được lương tháng ấy, khai thế tới tháng khai thế 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 đủ thứ. Nước Mỹ mà tất cả khu nào gì hôm nay mà cứ nước Mỹ rồi, nó sáng sớm đi học là phải xe đi rước, ok, giấc chiều xe rước phải trở về. Quan trọng nhất là cái gì, chính phủ nó phải không, phải không, mình gì giấc thì sáng sớm mình cho ăn rồi, sao chưa cho ăn rồi đủ thứ luôn, nó xịt nó vậy đó. Đó mới gọi là nước tư bản như thế này. Cái lực là nước tư bản anh biết sẵn rồi, cái là hay lắm. Mất là sẽ sớm học, ok, đi học đi học đi học thoải mái à. Nhưng mà cái Việt Nam mình thấy không, cái thằng công đoàn nó khác khác. Công đoàn Việt Nam mình nó là cái gì, cái đó của chính phủ không phải của tư nhân. Còn nước Mỹ thấy anh thấy không, lúc là anh thấy không, lúc nào công đoàn Mỹ là dân xứ là cái thằng qua chip thôi. Nói với tình cái một là cảnh sát hoặc là quân đội phải đưa toilet cho nó ở luôn. Nhớ không? 2000 lẻ mấy, 2000 lẻ 2011 cái vậy mà hả? Không? Hay lắm. Nó đừng nói công đoàn có mạnh nó rồi, nước Mỹ thì công đoàn rất mạnh rồi, đừng nói công đoàn đó. Khi mình làm nè, em làm nè. Nói thì một chút xíu thôi. Nó sẽ kiểm tra hết trên tất cả luôn, cái neo bảo hiểm luôn.
vừa neo vừa bảo hiểm tất cả luôn thế giới, tất cả những tiệm neo trên nước Mỹ. Ờ vậy đó, hay lắm. Công đoàn độc lập là gì? Nước Mỹ à, nước Mỹ không dính dáng ai cả. Luật pháp là riêng, cả không phải như cả cộng sản là khác. Cộng sản là nó còn chung tất cả. Chứ khi anh á, anh nhớ kỹ, thì bây giờ anh cần nên báo, anh báo quá mọi người đi. Đường xá hư hỏng cũng gì, phải chờ đảng, sẽ đảng xử lý không? Chờ đảng xử lý không? Chờ bộ chính trị xử lý không? Mỹ có đâu. Anh xỉn đi, anh xỉn nó chạy xe đâu thằng. Cho mày tổng thống xỉn đi, vậy chứ sao? No. Đúng không? Mỹ sẽ có lực, lực pháp trên hết, không phải thằng đảng đâu. Đúng không? Khác cho liền. Đúng không? Nhưng mà nó hay hay như này. Thằng Mỹ á, sẽ có lực, có là cộng sản, thằng lực luôn mà lực gần, cái gần nhiều quá. Vậy đâu có, nó đâu có chân rồi. Đâu có chân rồi, bây giờ còn hết dịp, câu bây giờ hết gần rồi. Bây giờ còn dặn mà. Cái tuổi nó giờ nó còn xài tiền dặn không à. Bất cứ nào có tiền đô la nó bây giờ đó, tiền thiệt đó, nó đổi tiền giả lại cái giấy thôi à. Hay không? Yeah. Mà Mỹ này á, Mỹ này thấy em không? Ở Mỹ gì đâu, em nó nhưng mà ý em nói á, tụi nó giờ sắp sửa nó bãi rồi, cái nợ nhiều quá. Thằng Mỹ này không, thằng Mỹ không, Mỹ nó rồi cái mà tích rồi này, cái hộp em có mấy đài kia nói rồi. Cuối cùng cơ hội của Việt Nam thôi. Chờ mà thích là nói Việt Nam. Cây một cái một thôi. Một, Mỹ, hai là Tàu. Nói xong rồi bây giờ em không nói nhiều đâu. Bây giờ thằng Mỹ xong rồi. Mỹ, bây giờ Mỹ không còn như nó chuyện với thằng Việt Nam nữa. Mỹ giờ Mỹ chỉ biết làm thôi. Bây giờ thằng Mỹ giờ, bây giờ là tại Mỹ đang, Mỹ bây giờ nó đang cái bầu cử á. Bầu cử mà giữa cái nhiệm kỳ á. Đâu? Okay. Em xin hỏi anh như thế này nè, anh làm nail thì có yeah. được công đoàn nó bảo vệ không? Có cái công đoàn độc lập nào nó bảo vệ? Có luôn. Tất cả luôn, tất cả bất cứ gì nước Mỹ mà. Làm nail tức làm là gì người... có hệ gì? Tất cả luôn, tất cả bất cứ mình làm cái gì cũng có đoàn công đoàn lập hết trơn. Thấy không? Lúc nào cũng công đoàn lập hết trơn riêng. Thí dụ em làm đi, thì em thề luôn. Bất cứ anh hỏi người nào ở nước ngoài đi, ở xích mình nước, xin lỗi nha, nước Mỹ luôn, nước ngoài bất cứ là nước tự do thôi, công đoàn độc lập nó riêng. Thí dụ anh không có việc làm, nước Mỹ là nó có một khu riêng để cho anh đi xin việc làm. Thí dụ đó, nó thí dụ từ anh đi, em nè, em thằng Việt Nam Mỹ nè, tại em đi học, thí dụ em qua Mỹ liền á, tại vì em mà đánh mà. Nói bây giờ ok, học với mấy người, mày muốn làm gì? Tất cả là nhà nước lo cho mình hết trơn. Đúng không? Nhà nước kiếm gì lo cho mình? Nhà nước kiếm nợ mình luôn. À shit. Đó, vậy đó. Anh hỏi tất cả người nước ngoài vậy, từ bất cứ nước này không biết, nhưng mà nước Mỹ á, cả người nào qua bước chân Mỹ rồi á, vẫn có gì làm cho á. Tại hay đó hay thôi. Ví dụ mình thiếu gì á, là nhà nước ok, nó hỏi, ok, mình thiếu gì, lo chứ. Trời, má em nè. Mấy em qua Mỹ cũng mười mấy năm nhưng mà bệnh thì nước lo chứ, nhưng mà mình tịch Mỹ xong rồi lo chứ. Ba em mới mổ, chưa mổ, sửa mổ nhưng mà nó nước lo chứ. Tất cả con em bây giờ học cái gì nó nước. Nước tự do là bất cứ nước nào trong thế nào tự do mà thế giới mà. Nhưng mà nó khác chỗ rồi. Nước Mỹ, nước Ý, nước Anh là khác. Nước Ý, nước Mỹ, nước Anh, nước Nhật là có cái giành quyền không? Không? Cái tùy nước, tại nó tùy quốc gia, tại vì con nít đi học sáng sớm phải có xe rước. Nước Mỹ em nói, cái tại em sống nước Mỹ thôi, em biết nước Mỹ thôi. Tại sáng sớm xe nước Mỹ đi học, sáng sớm là nó rước, nữ con em đi học. Là cái lớp mà 10, thằng mà khó liệt á, thằng khó liệt là nó rước là cái 6 giờ mấy, là rước 6 giờ rưỡi là tới 7 giờ. Thằng cái thằng middle school là cái 9:50, cái thằng nhỏ nhất, thằng middle nước có 7:85 à, cái 7 giờ mấy à, nước rồi. Mỹ gì bây giờ anh xin lỗi nha, bây giờ hỏi đi, tất cả đảng cộng sản Việt Nam bây giờ con ông cha giờ có Mỹ trên rồi, em biết mà. Biết mà, nhưng mà ở bên là thằng cái ca lê nhiều, em nói
Việt Nam mình muốn giống hệt như người ta đó. Anh nghĩ đi, thằng Mỹ khi nào, anh thấy thằng Mỹ khi nào thằng Mỹ nó sửa đường không mà hư không? No. Thằng Mỹ là thế nhân. Còn Việt Nam mình nó mới sửa đường ngàn tỷ không à. Mà mẹ cũng hư á. Bye bye hai, để chạy, nó đâu, bye bye. Ăn âm mì. Cái sẽ kêu, dạ bia. Anh là xin lỗi rồi, để anh hai cho anh mượn. Là xin lỗi nha, xin lỗi nào nha. Cái tại vì anh hai em đang nói chuyện thôi, đang bua. Nha. Anh hai em chấm đi ăn. Dạ. Alo, được rồi đó. Nước Mỹ này các bạn thấy tại vì á hỏi anh nói này. Tại sao mà cục sẵn sao sao vậy? Tại sao tụi nó cái nó hay lắm mà tại sao mà nó đưa con cháu qua Mỹ làm cái gì? Cái yeah. Cái qua nó tụi bạn cái gì? Dạ. Yeah. Nó qua nó qua mình cái anh hai lấy giấy để đưa em. Để giấy đi họ học đi. Xin lỗi nào để nói chuyện với anh. Thôi cảm ơn anh rất là nhiều, cũng cảm ơn anh đã lên chia sẻ cùng em. Bây giờ nó cũng hết giờ rồi. Dạ. Thì xin hẹn anh lại một lần khác. Cái này em xin lỗi anh nói chuyện cái này gì á. Nó sao mặt tường nó chửi thằng Âu Bê hoài. Mày phải có bé sao thật. Cái tuổi mày phải không nhìn cái thằng chứ không nhận thằng nội đảng hả, đảng Phú Trọng hoặc gì thằng Nguyễn Phú Trọng hay Phúc gì đưa Nguyễn Tấn Dũng đưa con qua tư đảng không gì. Không mấy mày ở đâu đi. Ấy nói vậy thôi. Dạ. Ấy em ấy thôi. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì bây giờ nó cũng hết giờ rồi thì em cũng muốn kết thúc để coi như là cảm ơn anh rất nhiều. Mong là có dịp tiếp tục nói chuyện. Dạ, cái ý em nói thôi, cái ý với ấy thôi. Cái ý với ấy là thật sao mà cái thằng ba bè đấy. Đúng không? Cái tụi mày qua Mỹ làm neo. Nó xin chịu mình làm neo hết chịu neo đúng không? Làm cái lịch. Đúng không? Làm nếu mà cuối cùng rồi mà tụi tao sống cũng như mình mà hơn mày sướng mình nhưng mà tụi tao là không bên ai nha. Thắng mà làm nếu mới nghĩ anh nghĩ là Việt Nam 100 thằng làm hết nếu là cái mà 78 thằng chính là tất thằng rồi. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Về cơ anh là cái anh đâu nhiều. Thank you nào á. Dạ không sao. Cái gì gặp lại. Dạ. Các cô anh đoàn rất là hay. Tại thằng cục sẵn tự chết rồi. Ác quá. Ác quá, cướp đất cái dân, giết dân không. Nít 3 tuổi nó cũng nít là thằng phát động nữa. Bằng động con mẹ gì, bằng động mày không biết nước Mỹ thì do mày. Nước Mỹ lẽ, con nít 3 tuổi lẽ đụng mình. Chúng mày dám đụng nó, mới sợ. 3 tuổi mà, 8 tuổi mới dám đụng. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Ok, bye bye anh. Dạ dạ bye bye anh. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Cái anh nào. Dạ. Cảm ơn anh Trung Lý rất là nhiều và cảm ơn tất cả anh chị em đã dành rất là nhiều thời gian ra để theo dõi những cái livestream này của em. Thì bây giờ thì cũng hết giờ rồi. Thì em cũng mong rằng những người anh chị em công nhân cũng hiểu thêm về cái quyền lợi của mình thông qua những anh chị em chia sẻ. Thì anh chị em cũng thấy là anh Trung Lý hồi nãy cũng đã chia sẻ là cho dù ảnh ở bên đó anh đi làm neo nhưng vẫn có một cái công đoàn độc lập để bảo vệ cho ảnh. Còn Việt Nam của chúng ta thì hãy nhìn rất là nhiều người lao động không được bảo vệ thì rất là buồn, điều đó rất là buồn. Cho nên là tôi muốn anh chị em hãy tìm hiểu và thành lập ra cái công đoàn độc lập của mình. Và xin cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Trước khi chia tay thì mời anh chị em nghe một bản nhạc. Rồi chúng ta sẽ chia tay và hẹn lại tất cả anh chị em vào ngày Chủ nhật tới trong những cái chương trình livestream về luật lao động. Và hàng tối 7:30 thì em sẽ làm những cái livestream nói về cái tình hình của Việt Nam, xã hội Việt Nam của chúng ta, về cái cuộc sống quanh ta. Cho nên là cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều. Dạ, mời anh chị em nghe một bài hát trước khi chúng ta chia tay. Tôi ở miền xa trời quê.
đi qua thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới đành việc cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc em trong hải hùng. Tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người nâng lính khô hát bởi câu ca, vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng mình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đi đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ, nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ hay tiếng em. Anh chị em rất là nhiều, cảm ơn tất cả anh chị em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi những cái livestream của em. Cũng mong tất cả anh chị em cũng chia sẻ ra để cho nhiều anh chị em công nhân biết. Khanh Nguyễn hỏi tại sao bữa nay lại live vào cái giờ này. Thật ra anh làm những cái live về quyền lợi của người lao động vào lúc 10 giờ sáng vào chủ nhật hàng tuần. Đó. Thì cứ 10 giờ sáng vào chủ nhật hàng tuần như thế này thì anh sẽ làm một cái live về nói về luật lao động, nói về quyền lợi của người lao động. Thì cũng mong tất cả anh chị em đón xem. Và xin chúc tất cả anh chị em có một ngày chủ nhật thật là bình an. Xin chúc tất cả anh chị em ở hải ngoại có một buổi tối thật là bình an. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những lần livestream tiếp theo.